Hello anh em, hôm nay là mình sẽ hướng dẫn mọi người sử dụng các cái lệnh trong giao dịch chứng khoán. Hôm trước chúng ta đã xem, hôm trước mình đã hướng dẫn mọi người là gì, cách dùng cái bảng giá. Rồi hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách sử dụng các lệnh trong giao dịch chứng khoán. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái lệnh đầu tiên, đó là lệnh ATC. ATC. Thì trên màn hình của mọi người nhìn thấy rằng đây là cái bảng giá đó, vẫn đang sử dụng bảng giá của VND đó. Và chúng ta nhìn thấy rằng đây là đang trong phiên ATC lúc 2:30 đến 2:45 phút. Thì ATC là cái gì, là at the close, rất là gì, tại mức giá đóng cửa của ngày hôm đó. Thì tại sao lại có cái lệnh ATC này? Thì cái lệnh ATC này nó sinh ra từ cái thời điểm bắt đầu khi thị trường chứng khoán nó có. Nguyên nhân là gì? Nguyên nhân là Ủy ban chứng khoán nhà nước rất là sợ rằng là gì? Ví dụ nếu mà chúng ta khớp lệnh liên tục thì cuối phiên tầm khoảng 10, ví dụ như thời điểm này nhá, 14:44 các bạn nhồi một cái lệnh cực to ra, xong bắt đầu cổ phiếu nó sàn, đúng không? Thì chúng ta có 15 phút để chúng ta khớp lệnh, 15 phút để chúng ta cân, và 15 phút đấy để tâm lý mọi người ổn định. Và cái mức giá đóng cửa của phiên ATC là cái mức giá mà ở đó cái khối lượng giao dịch là lớn nhất, tức là gì, người mua và người bán gặp nhau là lớn nhất nhé. Đấy đấy, thì mọi người hiểu rõ là như vậy. Thì cái thứ tự, mọi người trên bảng điện mọi người nhìn thấy rồi, cái thứ tự khớp lệnh ưu tiên của phiên ATC mọi người nhìn thấy luôn. Tức là gì, những anh em nào đặt mua giá ATC và đặt bán giá ATC sẽ được ưu tiên khớp lệnh đầu tiên. Sau đó là gì, những anh em nào mua giá cao, tức là gì, giá trần ở đây này. Đấy. Rồi giá cao nữa, đấy, giá 35 ở đây đúng không? Đấy, là gì, giá cũng rất là cao so với giá 33.1 đã khớp đúng không? Đấy. Rồi là gì, những anh em ưu tiên mua giá cao thì sẽ được ưu tiên. Còn bán giá thấp thì sẽ được ưu tiên, bán giá ATC là ưu tiên đầu tiên này, bán giá thấp sàn là ưu tiên thứ hai này, bán giá gì gần sàn là ưu tiên thứ ba đó. Đấy, thì trên bảng giá là nó chỉ hiện ba bước giá thôi. Đấy. Thì bây giờ có người lại hỏi là gì, tại sao lại có người mà bị làm sao người ta lại đi bán cái giá sàn này họ, tại sao bây giờ rõ ràng là tôi có 3.000 tôi bán giá sàn này thì gì, tôi bị dở người à, đúng không? Cái giá đang khớp lệnh 33.15 mà tôi lại đi bán 31.95 giá sàn, đúng không? Thế đấy tôi bị giật người. Không phải đâu. Tức là gì, nếu mà bạn giao dịch ở trong phiên ATC này, ví dụ bạn bán có 31.95 thì cái giá sau này bạn khớp lệnh bán nó là cái giá đóng cửa, nó giá A phiên C đó. Ví dụ bạn có mua, ví dụ ở đây đúng không? Nó đang bán đầy ra đây là giá gì 31.15 mà tại sao chúng ta phải đi mua giá gì 36.75 đó, giá trần 88.365 đúng không? Ông nào bị điên đâu mới đi mua cái giá đấy, không phải. Tức là gì, họ muốn mua bằng được nên là họ kê giá trần này, họ kê giá trần đúng không, là 36.75 như trên màn hình ấy. Nhưng mà gì, khi mà nó khớp lệnh thì tí nữa mọi người sẽ thấy là cái đóng cửa phiên ATC này. Đấy, đấy, bây giờ đóng cửa đấy, mọi người nhìn được đấy là gì, 33.15 và khớp lệnh là gì, 980.000. Thì những anh em là gì, mua giá ATC này, mua giá ATC bên này này, mua giá cao hơn cái giá 31.15 này là đã được khớp. Đấy, còn những anh em là gì, bán giá sàn, bán giá ATC đã được khớp rồi. Đấy, và bán giá gì thấp hơn giá 33.15 này thì đã được khớp. Còn những anh em mà bán giá cao trên này là gì, không được khớp, đang bị dư đây không? Tức gì, tôi chưa bán được. Chưa bán được không? Thì đấy là về bản chất phiên ATC. Bản chất phiên ATC là gì? Là cái nơi chúng ta có 15 phút để đấu súng, nơi đó là gì, để cho cái khối lượng giao dịch khớp lệnh là lớn nhất nhé. Mọi người nhớ nhé, cái khối lượng giao dịch khớp lệnh là lớn nhất. Đấy, thì cái này nó tí nữa liên quan đến một cái tâm lý là gì, rất nhiều người kiến nghị rằng là gì, chúng ta sử dụng cái giá tham chiếu là cái giá bình quân 30 phút cuối phiên. Nếu chúng ta sử dụng bình quân 30 phút cuối phiên hoặc 15 phút cuối phiên thì nó chính là cái giá VNTC rồi. Tức là gì, giá cao, giá mà khớp tại đó là khối lượng giao dịch khớp lệnh là lớn nhất. Đấy, tức là gì, chỉ có một mức giá để cho gì, mọi chúng ta để giao dịch trong phiên đó, 15 phút để mọi người gì giao dịch cái khối lượng là lớn nhất đó. Thì đấy là về bản chất phiên ATC là như vậy đó. Thì trong phiên ATC này nó có rất là nhiều các cái lưu ý, rất là nhiều các cái lưu ý nhé. Cái lưu ý đầu tiên là ví dụ như là, ví dụ bây giờ tôi muốn che lệnh thì tôi sẽ làm như thế nào. Đấy, che lệnh thì ngày xưa là ở một cái thời điểm mà thị trường nó rất là bé thì mình cũng hay làm cái thủ thuật như này, tức là gì, tôi cứ mua một 10 cổ giá ATC này, 10 cổ giá trần này, 10 cổ giá gần trần này. Và là tôi dạng như tôi che cái khối lượng nó mua ở dưới này đi, để cho anh em gì bớt bán,
anh em thấy rằng có thằng nó mua nó che lệnh đi, nó không biết nó làm cái gì rồi. À, không biết là nếu mình chúng ta bán xuống thì nhỡ nó mua lên thì sao, đúng không? Thì anh em bớt bán đi. Đấy là cái che lệnh nó như vậy. Thì ngày xưa là trong cái giai đoạn thị trường nó xuống 2018 là mình cũng hay làm cái thủ thuật đấy, nói thật anh em hay làm thủ thuật đấy để cho anh em bớt bán đi. Anh em bớt bán thì ngày nào cũng mua dạng vậy một vài trăm cổ giá ATC rồi giá cao, giá trần rồi giá sát trần để che cái lệnh đi. 100 cổ mỗi ngày là 300 cổ. Đấy, để gì? Để anh em là bớt bán đi ạ. Cứ ATC như vậy thôi vì không có nhiều tiền. Rồi che đi để cho mọi người nhìn thấy rằng thằng nào nó không muốn mà thấy là gì vẫn có cầu vào, và thứ hai là gì, ông lại có thằng nó làm trò khả năng là nếu mình bán ra nó mua hết của mình đấy, thì dạng vậy thì đấy là cái thủ thuật đầu tiên trong phiên ATC là che lệnh đấy, là mình ngày xưa là trong thị trường nó đang xuống là mình hay làm như thế để anh em gì bớt hoang mang, anh em bớt bán đi, gọi bớt đè giá đi. Đấy là cái thủ thuật đầu tiên là thủ thuật che lệnh. Và đấy là lý do tại sao giải thích cho mọi người rằng là gì, nó cứ thỉnh thoảng 100 cổ mua giá trần, 100 cổ mua giá đấy đó. Và mỗi ngày mình chỉ mất 300 cổ đấy, và cái giá mình mua là gì, là giá là tại cái giá đóng cửa cơ mà, nó tại cái giá đóng cửa mà. Và cái đấy là thường áp dụng với những cổ phiếu thanh khoản thấp thì thường sẽ làm được, và cảm thấy anh em cầm, anh em kiểu dạng là gì cùng tàu cảm thấy yên tâm hơn đó. Kiểu gì cũng có ông ngày nào ông mua 300 cổ đó đấy, ông che lệnh thì không biết ông kê dưới bao nhiêu đó. Ví dụ đây nó chỉ hiện thị ba cái mức giá thôi mà, không biết ông kê dưới là bao nhiêu nữa, đúng không? Có thể ông kê mua giá cao đâu, bán xuống bị hớ thì sao đó. Đấy thì dạng vậy thì là cái thủ thuật đầu tiên, và đầu tiên là cái thủ thuật mà gì, che lệnh. Mà ngày trước là mình cũng hay làm như này, thật sự anh em ngày xưa ít tiền là phải làm như này đấy. Đấy là thủ thuật đầu tiên nhé, trong phiên ATC là như vậy. Rồi thứ hai mà anh em hay diễn trò phiên ATC đó là gì, thường cái này nó sẽ cho ATC là gì, tôi đè bán phiên ATC, đè bán phiên ATC, hoặc là gì, tôi kê mua cao nhồi đánh phiên ATC, kê mua cao và nhồi đánh lên ATC. Thì tại sao tôi lại làm như vậy? Thì nó có hai cái yếu tố. Ví dụ bây giờ tôi muốn đánh lên, đúng không, bây giờ tôi đang muốn đánh lên để thoát hàng, thì bây giờ để tôi, để mà gì, hôm sau tôi bán được giá cao, thì gì, ví dụ như cả phiên đấy tôi bán được 500.000 rồi. Ví dụ ở đây nhá, một cổ phiếu bé đi chẳng hạn đâu. Ví dụ bây giờ cổ phiếu SCC này chẳng hạn. Mình đây ví dụ thôi nhá, với SCC này nhá. Cả phiên là gì, tôi bán được 500.000 rồi. Là giá loanh quanh tầm khoảng 556 thì chẳng hạn. 551 gì đó, trung bình là 556. Đó. Trung bình là dạng như vậy. Thì bây giờ là gì? Bây giờ là tôi muốn là gì? Ngày mai tôi bán được giá cao hơn. Bây giờ tôi muốn bán khoảng 5 triệu. Thì bây giờ một phiên nó chỉ có 1 triệu rưỡi thôi. Thì rõ ràng là gì? Rõ ràng là một phiên tôi có 1 triệu rưỡi thì tôi bán 5 triệu tôi phải bán cả tuần giờ. Nếu mà thanh khoản như này tôi bán phải 2-3 tuần, một tuần mới hết được, khoảng 10 ngày mới hết được. Khoảng 2 tuần mới hết được. Đấy. Thì dạng vậy thì bây giờ tôi muốn bán giá cao. Thì hôm nay tôi bán được 500.000 rồi. Thì cuối phiên là gì, tôi kê mua lên, tôi mua ATC 44.900 này nữa. Để làm gì? Để tôi đẩy cái giá này nó lên. Đẩy giá lên hôm sau là gì? Hôm sau là gì? Tiếp tục là gì? Tôi bán được giá cao nữa. Rõ ràng là gì, tôi chỉ có mất 44.000 mà hôm sau thì tôi tiếp tục tôi bán được 500.000 giá cao hơn giá ngày, giá trung bình này, cao hơn giá trung bình. Đó. Cái bối cảnh thị trường thuận lợi với cổ phiếu thanh khoản thấp thì tôi hoàn toàn có thể làm được đó. 44.000 và gì, tôi bán được mức giá cao hơn, và tôi tính ra rằng là gì, kể cả cái 44.000 đấy hàng nó về nó chỉ có 10% cái số lượng tôi bán thôi, đúng không? Đấy, thì đấy là cái thủ thuật thứ hai là gì, tôi mua ATC để tôi kéo lên để hôm sau tôi bán. Đây là cái thủ thuật gọi là kéo giảm cổ phiếu, thủ thuật kéo giảm cổ phiếu nhé. Và những anh em nào mà dạng là gì, dạng là non kinh nghiệm, cứ thấy ATC nó nhồi là kéo lên, anh em hãy vào đu. Rồi anh em nào mà gì không quan sát giao dịch trong phiên mà chỉ nhìn cái cây nến cuối ngày thì thường là sẽ lao vào, ôi chát nó đẹp. Đã, đầu phiên nó có thể đỏ như cuối phiên có thể bị bán, đúng không? Hoặc là với một cái cổ, một vài các cổ phiếu dạng là gì, anh em lái tôi cho bán chán phiên trong phiên khớp lệnh đi, ATC tôi nhồi thì kéo lên, lại kéo lên, hôm sau tôi lại bán được. Đấy, thì đấy là một cái thủ thuật thứ hai là để gì, kéo lên để bán, nó gọi là kéo xả.
Đấy, kéo dài. Và thông thường ở cái giai đoạn đầu của một quá trình đi lên cổ phiếu, hoặc là tại những cái cú bull trap, thì anh em sẽ thấy những cái quá trình kéo xả rất là rõ, cứ cuối phiên được kéo lên, đấy là quá trình kéo xả cổ phiếu, đấy thì là thứ hai là gì, kéo xả. Và chỉ có những anh em là quan sát cổ phiếu trong phiên thì mới biết được, còn những anh em nào mà dạng gì không quan sát cổ phiếu trong phiên thì phải xem chart 15-30 phút rồi thì bắt đầu là gì, anh em bảo gì, ATC cầu nó vào nhưng phải đâu, tôi đang kéo tôi xả đấy. Đấy thì thông thường tại những cú bull trap là như vậy. Vì sao tôi phải làm như vậy? Vì tiền tôi muốn bán và tôi chỉ bỏ ra có 10% cái số mà tôi bán ở trong phiên rồi, và tôi kéo phiên ATC nó lên để hôm sau tôi bán giá cao hơn. Đấy thì đấy là một cái thủ thuật mà khi tôi bán xong rồi thì thường cổ phiếu nó sẽ đi xuống nên nó tạo ra một cái cú bull trap. Bull trap là như vậy, nó tạo ra một cú bull trap là như vậy. Đấy là cái thủ thuật nó gọi là gì? Kéo xả. Đấy. Thì đây là gì, rất là nhiều anh em non kinh nghiệm mà lao vào và thường là gì toxic thường là hay bị toxic với những cái quả kéo xả như vậy. Và để mà có được cái kỹ thuật này thì mọi người phải quan sát cổ phiếu, và quan trọng nhất là quan sát cái phiên ATC trong một cái bối cảnh. Đó. Mọi người cứ để ý khoảng 3 phiên liền mà cái ATC nó kéo và cái khối lượng giao dịch phiên ATC nó thấp thì đấy thông thường là gì, khi nó bán xong rồi nó sẽ có một cú bull trap và thả trôi. Đấy là cái thủ thuật thứ hai là kéo xả. Đấy, thủ thuật thứ ba là thủ thuật là gì? Đè bán phiên ATC. Thì thông thường với một cái cổ phiếu tự nhiên ATC nó lăn ra nó xả thì đấy là gọi là đè bán. Đè bán là như nào? Đó. Đây mình chỉ cho mọi người. Đấy. Chạc đây, đó. Giờ chính mình là cái người đâu nhỉ, định đó đây, đây là cổ phiếu DIG, đây cổ phiếu DIG thì đây là cổ phiếu mà đấy, các bạn nhìn thấy chưa? DIG trước đó là cả quá trình tích lũy đi ngang rất là đẹp như này. Ngày xưa thì cái nó chỉ giao dịch giá loanh quanh ở chỗ này thôi. Trước đây chỗ này nó khoảng 16, 17 gì đó, 16, 17 giờ nó chia về giá này thôi. Thì đây là một trong những dạng cổ phiếu mà có cái cú gọi là đè bán, mình thấy là điển hình nhất. Và chính mình là người cũng choáng. Và mình quan sát rất kỹ con này không? Đấy, choáng. Thì đây là cái thời điểm mà cuối năm 2017, thì đích ở cái giai đoạn này nó đang có một cái quá trình tích lũy rất là đẹp, và là có một câu chuyện rằng là gì, tiếp theo nó sẽ thoái vốn, nhà nước sẽ thoái vốn. Đó, thì nó tích lũy rất là đẹp ở chỗ này rồi, thì anh em cũng đều hồ hởi rằng chờ sẽ nó lên, anh em thoái giá nào để vào kiếm tí, đúng không? Thì mình là một trong số những người như thế, cũng quan sát từ giai đoạn này, đúng không? Bùng phát đây phiên ATC đó. Nó bán cho một lần sàn luôn, trong phiên thì nó rất là bình thường, ATC nhồi một phát sàn luôn, và thời điểm đó nó chỉ có mấy triệu cổ thôi. Giao dịch một ngày bình thường của nó ở chỗ này bao nhiêu, có mấy trăm nghìn thôi, chỗ này của nó là 300 nghìn, và đến cái phiên này bán phát luôn hai triệu mấy ATC, nó sàn luôn. Thì đây là một cái dạng là gì, đè rũ ATC đó, lôi ra bán cho anh em. Anh em, những anh em phân tích kỹ thuật thì đúng cái cây nến đầu tiên cả quá trình sideways này, đúng không? Cây nến đầu tiên mà rơi như này thì anh em chạy mất xác luôn, chạy tức là gì, không còn manh giác luôn, chạy luôn không manh giác. Thì ok, bảo thôi hỏng rồi, khả năng là gì, nó có vấn đề gì rồi đó. Khả năng nó có vấn đề gì hỏng rồi đó. Xong sáng hôm sau tiếp tục là gì, là bán tiếp xuống, đấy, bán tiếp xuống. Đấy, anh em nhìn như này thì ối rồi, hỏng, khả năng là deal nó có vấn đề gì đó. Thì lôi ra bán. Đấy, thì đây là một thuật đè bán ATC. Việc tôi đè bán là gì, để rũ anh em ở đây, rũ tất cả anh em con đánh kiểu dạng T cộng, con nhang điện tử đánh trading các thứ là gì, rũ cho chúng anh ra bằng sạch vậy. Đấy, mấy phiên, 1, 2, 3 phiên. Đấy, anh em bắt đáy ở đây thì thường ở đây cũng không cho ăn nhiều. Đấy, bắt đầu là thường anh em là mua kê mua dưới là khớp được giá xa một tí, hàng về hồi chí mày quả bán bằng. Đấy, và sau đó đây mọi người nhìn thấy. Đấy,
Thì đây là cái cú mà kinh điển. Kinh điển vì sao? Vì mọi người nhìn thấy rồi, cả một cái đoạn thanh khoản thấp nó như này, nó bùng phát, nó làm cho một phát như này, và anh em ối giời ơi luôn, chạy luôn. Mà cái thời điểm đó mọi người nếu mà nhìn cái chart không như này, mọi người xong, thôi xong. Đấy. Thì đây là cái thủ thuật gọi đè bán để giữ cổ phiếu, đè bán để giữ cổ phiếu, đè bán giữ cổ phiếu. Thì thời điểm đó nếu mà anh em nó non kinh nghiệm thì mất tiền thôi, là rút ra đó. Và sau đó lên đây thì đội DC nó mua, mua cây này đó. Cuối phiên bắt đầu là gì, nó mua, mua hết luôn hơn 100 triệu, hơn 100 triệu cổ phiếu đó. Mua của bên bộ xây dựng Thoái ra, bộ xây dựng Thoái đây đó. Và nó mua luôn đấy, mua luôn cho DC nó mua đó. Và trước khi ấy thì nó đè cho một phát rồi này. À, để một phát này đấy, đấy thì anh em đu bám này gọi. Thì đây là cái thủ thuật thứ ba của cái quá của trong phiên ATC đó, gì, đè bán. Tôi lôi ra, tôi bảo tôi đè. Ông nào yếu sinh lý không hiểu về, không hiểu hiểu về phiên ATC thì gì, thì lại mất tiền, lại lôi ra bán. Không hiểu cái câu chuyện tại sao ạ, nhanh chân chạy gọi. Càng quá trình tích lũy nó đẹp như này rồi, à, lôi ra nó đè cho một phát, và anh em là gì, à, coi như là gì, chạy mất dép luôn. Và sau đó là gì, deal nó thành công, nó kéo lên. Tại sao nó lại làm như vậy? Vì rất đơn giản, cả một quá trình này, cái thông tin về thoái vốn rồi giá nào nó đã bị leak ra ngoài. Nó bị leak ra ngoài thì anh em cũng biết những cái thông tin đó, và mọi người vào đu bám rất là nhiều. Và khi mọi người vào đu bám rất nhiều thì bắt buộc họ phải có những cái cú dụ như này. Market maker thực tế họ sẽ có những cú dụ như này, và họ xác định rằng cái giá ít nhất DC mua tận ở trên này, tức là gì, tăng tới khoảng 25% so với giá hiện tại, từ 10 lên 12.5 là tăng 25%. 25% cái thời điểm trước này là cái thời điểm mà mình nghĩ rằng là gì, rất tốt, lợi nhuận rất tốt nhé, lợi nhuận rất tốt. Tăng 25% trong một thời gian ngắn này là một cái cú lợi nhuận rất tốt trong năm đó. Và gì, đó, nó lên như này, và cây sau nó tiếp tục lên trần. Đấy thì mọi người biết được cái giá rằng là gì, à, khả năng sẽ phải bán ở cái này, nên anh em đu bán rất là nhiều thì làm cho một cái cú dụ kiểu như này. Và chính thức là gì, nó dụ đúng cái phiên ATC đè ra phát luôn, và anh em nhìn thấy hoang mang. Gọi hôm sau ba trận bốn cặp say good bye luôn nhé. Thì đấy là cái câu chuyện market maker, họ đánh, họ gì, họ dụ hàng, và đang trong quá trình đi ngang đột nhiên có cú giảm sàn, thì anh em gọi ối rồi luôn họ. Đấy, thì đây là một cái thủ thuật đè bán phiên ATC để cướp hàng, để giữ anh em đó. Thì thông thường những cái như này thì nó liên quan đến các cái deal, vì là gì, vì bị lộ thông tin ra ngoài, vì bị cái này kia, họ bắt buộc họ sẽ phải giữ những nhà đầu tư yếu tâm lý, thì sau khi giữ xong bắt đầu là gì, nó lên nó sẽ nhẹ hơn. Khi mà lên nhẹ hơn rồi thì bắt đầu là gì, băng về cái giá mà gì, cái deal nó đạt, deal đã set up từ trước đó. Đấy là cái thủ thuật thứ ba trong phiên ATC là gì, thủ thuật là gì? đè dụ cho ông bằng chết thôi đó. Đấy thì cứ ATC lôi ra. Và cái thủ thuật này mọi người nhớ nhé, nó bắt buộc là gì, nó chỉ một hoặc hai cây thôi. Chứ nếu mà nó nhiều quá thì chắc chắn là có vấn đề. Tại sao lại như vậy? Vì thông thường nếu mà deal họ tạo ra họ chỉ 1 hay 2 cây thì là gì, ok, là rút đủ. Nhưng mà tới cây thứ 3 thì bạn phải khẳng định, mình nói là chắc chắn là... Vì thông thường ấy nó sẽ mất niềm tin của kể cả những nhà đầu tư lớn. Đấy. 1 2 cây đầu thì ok, không vấn đề gì, thì lúc đó là gì? À, giúp anh em hiểu lại. Nhưng 3 đến cây thứ 3 thì anh em nhà đầu tư lớn có thể sẽ bị gì, bị margin, bị thế này bị kia, và lúc đó thì có thể cái deal nó sẽ bị fail, bị call margin rồi, thì lúc đấy ai lấy đâu ra tiền mà đỡ tiếp được bọn. Đấy thì có thể nó sẽ bị fail. Thế nên rằng là chỉ 1 hoặc 2 cây dụ, gọi 1 2 cây dụ. Còn trong một cái quá trình như đợt vừa rồi chẳng hạn, cứ HTC nó bị bán thì thực tế là lúc đó là bị call margin và bị bán rất nhiều phiên, không có ai đè các bạn ở giai đoạn đấy đâu, không ai đè để giữ giai đoạn đấy đâu. Vì là gì, vì anh em toàn bị margin bán lên bị đè, gọi bạn phân biệt. Một hoặc hai cây thì có thể là gì, là giữ, nhưng đến cây thứ ba chắc chắn có vấn đề, và nó tạo ra một cái hiệu ứng gọi là hòn tuyết lăn. Đấy, tức là gì, đè xuống và gì, giờ
Thì đấy là cái thủ thuật thứ ba, là cái thủ thuật là gì, rũ hoặc là gì, bẻ gọn. Rũ và bẻ gọn anh em mình nói với nhau đó, đấy là trong phiên ATC đó là như vậy đó. Rồi đúng không? Thì đấy là một vài ba cái thủ thuật trong phiên ATC đúng không? Và ngoài ra thì trong phiên ATC là còn dẫn rất rất nhiều các trò nữa, rất nhiều các trò nữa, là cơ cấu của quỹ ETF đó. Thông thường bạn để ý các quỹ ETF nó thường hay cơ cấu vào phiên ATC. Thì thực ra cái câu chuyện cơ cấu của ETF ấy, tại sao họ phải cơ cấu trong phiên ATC? Vì gì? Họ có một tuần để họ mua bán cơ. Quỹ ETF là họ có một tuần để họ giao dịch nhé. Nhưng tại sao họ hay giao dịch phiên ATC? Vì nó sát với cái giá để họ hoán đổi nó chuẩn nhất, sát để họ giá hoán đổi chuẩn nhất. Lên thường thì ATC bắt đầu họ gì, họ tính được cái giá để họ hoán đổi giữa gì chứng chỉ quỹ và chứng chỉ quỹ, họ tính ra gì họ phải bán bao nhiêu cổ phiếu, lúc đó thì cái giá nó là chính xác nhất. Còn ví dụ như bạn, nếu bạn thực hiện trước đó một vài phiên, thì nếu với khối lượng giao dịch lớn thì bạn sẽ phải thực hiện trước đó một vài phiên, bán dần dần đi, đến phiên cuối là tính rằng là cầu có thể hấp thụ được bao nhiêu, thì đấy bạn mới tính rằng là quỹ nó mới tính rằng tôi sẽ phải thực hiện mua bán bao nhiêu và thị trường nó hấp thụ được hay không. Thì đấy là lý do tại sao nó có những cái phiên ATC, cổ phiên cơ cấu quỹ thì thường ngay ở cái phút đầu tiên, tức là 2:30 thì bắt đầu là gì, nó có những lệnh mua trần luôn, mua mấy chục triệu cổ phiếu hoặc là gì, hoặc là bán luôn mấy triệu cổ. Ví dụ ngày trước con PAO nó có, khi nó vào viên 30 chẳng hạn đúng không, quỹ nó cơ cấu nó mua luôn là 19-20 triệu cổ trong cái phiên ATC đó, mà mua thì cổ phiếu lại không lên được. Đó. Ví dụ bây giờ mình mở cho con PAO cho anh em xem nhé. Ngày xưa nó ở đoạn này ở đây. Đây. Đoạn này nhé. 44 triệu, khả năng là cái cây này đó. Để mình nhớ lại xem. Ở đoạn này là đoạn không, đoạn này 2020, đây đoạn này cơ. Đây. Cây này. Đấy. Đấy thì ngày xưa là con PAO lúc đấy chỗ này là giá loanh quanh giá 10 rồi đó, xong nó hồi lên trên này đó. Và sau đó là có một cái deal là vào VN30. Vào VN30 thì bắt đầu đến cái giai đoạn này là đội DC, nếu không nhầm đội DC là nó mua rất là nhiều ở cái chỗ này, mua rất là nhiều chỗ này, nó bắt đầu là hồi lên. Sau đó là gì? Sau đó là bắt đầu đến đoạn này thì nó vào VN30. Và tại cái cây mà vào VN30 này, và tại cây vào quỹ này thì phiên ATC mở cửa phiên ATC nhá, thì nó mua vào cái lượng rất là lớn, mua vào đâu mười mấy triệu. ATC mua vào mười mấy triệu, tức là cây lệnh mua ATC mười mấy triệu. Và cổ phiếu này nó trần luôn, cổ phiếu này nó trần luôn. Nhưng mà đến khi mà cái phiên ATC thì cái lực cung, lượng cung tức gì, họ đã có trước rồi, họ đã bán ra thì cuối phiên nó đỏ mất, đây chính là 0,65%, đỏ mất 0,65%. Tức là gì, trong phiên ATC họ 2:30 đã bắt đầu mua vào, nhưng mà cái giá bán họ đã fix cái giá trước rồi, và sau đó thì cuối phiên nó về nó đỏ, đấy, đúng cây này luôn. Đấy. Nếu bạn thể, nếu anh em nào đã trải qua thị trường anh em sẽ nhớ được. Thế đây là tại những cái phiên cơ cấu quỹ như vậy, thì anh em đánh dạng mà ATC cơ cấu quỹ là mọi người nhìn thấy rằng ui sao tự nhiên thằng nào nó mua nhiều như thế này đó, anh em hốt hoảng đó. Nhưng không phải đâu, nó có deal hết rồi. Thế đấy là giao dịch của quỹ. Thì ngày trước cái quỹ ETF thì thường nó thị trường nó bé, thì các cái mỗi lần cái quỹ nó đảo thì thị trường nó trao đảo. Nhưng bây giờ thì thị trường chứng khoán mình, Việt Nam mình nó lớn hơn rất là nhiều rồi. Nên thành ra là các cái quỹ họ giao dịch, các nhà đầu tư cá nhân rồi đội tổ chức các thứ họ cân được hết. Và thông thường quỹ giao dịch đều có các cái deal rồi. Deal tức là gì, có nhóm này nhóm kia, nếu quỹ mua thì anh em gom trước rồi bán cho quỹ. Có quỹ bán thì anh em gom lại hàng của quỹ để gì, để đánh lên, xả hàng ra đó. Đấy, thì dạng vậy. Nên thành ra là với những cái giai đoạn mà quỹ giao dịch ở phiên ATC thì đến giai đoạn này thì gần như anh em không kiếm được nhiều lợi nhuận. Ở phiên ATC nữa. Thế đấy là cái lưu ý thứ tư là gì, ở phiên ATC đó là những cái phiên cơ cấu quỹ. Và giai đoạn này thì mình thấy rằng nó bão hòa rồi. Nó cũng không có quá nhiều gì lợi nhuận cho anh em đánh ở cái phiên ATC lấy một quỹ cơ cấu nữa, đúng không? Thì đấy là gì, đấy là bốn cái thủ thuật mà hay dùng ở trong phiên ATC. Và anh em lưu ý rằng là có thể mọi người sẽ bắt gặp những cái thủ thuật đó, và chúng ta ứng xử như nào với một bối cảnh, lại là tùy thuộc vào bối cảnh chúng ta. Có thể là để gom, có thể là gì bị bán thực sự, nếu mà dịch ATC bị nhồi ra.
nhà gom nó chỉ một hoặc hai phiên thôi, còn bị bán thật sự là tới phiên thứ ba mà vẫn bị bán thì là đang bị bán thật sự nhé. Rồi ví dụ như là gì, thủ thuật là gì, kéo xả đúng không? GATC tôi nhồi lên tôi kéo hôm sau tôi bán nó, thì thường áp dụng với những cái cú bull trap là gì đấy, như vậy cứ đến khoảng hai phiên liền mà cứ ATC nhồi lên thì bạn có vấn đề. Hoặc là gì, những cái cú kéo xả đấy là đến từ những cái cổ phiếu lá, những cổ phiếu dạng là gì bọc cung hay có, cứ bán chán trong phiên ATC lại lên xanh, ATC lại lên xanh 1%. Đấy, thì dạng nó như vậy. Thì với những cổ phiếu mà kiểm soát cung thì thường hay có những cái câu chuyện đó. Thì đấy là về ATC và một vài các cái lưu ý trong phiên ATC. Đấy, thì anh em lưu ý giúp mình nhé. Đấy, thì nói chung là gì, nó rất là hay ở đấy, nó rất hay. Ok, trở lại với cái video, phần tiếp theo của video, thì mình nhận được hai cái câu hỏi lớn mà mình nghĩ rằng đó là câu hỏi chung của tất cả mọi người. Thì cái câu hỏi đầu tiên mà mọi người hay nhận được lời khuyên rằng là gì, chúng ta không lên xem bảng giá quá nhiều, không nên xem bảng giá quá nhiều. Tại sao là như vậy? Thì mọi người cho rằng là gì, những người đi trước cho rằng xem bảng giá nó rất là tốn thời gian, rồi nó không mang lại lợi ích gì, rồi rất nhiều thứ so với thời gian đấy bạn làm việc khác nó sẽ hiệu quả hơn, đúng không? Thì để trả lời câu hỏi này thì quan điểm của mình nó rất là đơn giản như này thôi. Ví dụ nếu bạn có một cái thanh gươm kiếm nhật chẳng hạn, thì vào tay một samurai nó rất là khác so với cái việc một thanh kiếm nhật đó vào tay một người nội trợ. Vào samurai thì có thể gì ra chiến trận các thứ đó rất là hữu ích, vào tay một người nội trợ thì có thể là gì dùng cái thanh kiếm đó có thể là gì cắt cái này cắt cái kia để nấu nướng luôn. Và nếu cùng cái thanh kiếm nhật đấy mà vào tay một đứa trẻ thì rõ ràng là gì, cái thanh kiếm đấy có thể làm nó đứt tay, Thì để trả lời những câu hỏi đấy thì nó cũng tương tự việc là gì, chúng ta sử dụng bảng giá thôi. Nếu mà bạn biết sử dụng thành thạo thì nó là một cái dạng thanh kiếm nhật vào tay samurai. Còn nếu bạn không biết gì, bạn chỉ cần quan sát xanh xanh đỏ đỏ thì dạng là gì, dạng bạn giống một đứa trẻ cầm thanh kiếm nhật và sợ đứt tay. Đấy là như vậy. Còn cá nhân mình thì mình nghĩ rằng là anh em kiểu gì cũng phải trải qua, cũng phải biết những cái thứ đó. Và chúng ta nên biết rằng là giai đoạn nào chúng ta cần xem bảng, giai đoạn nào chúng ta không cần xem bảng. Tại những cái thời điểm mà thị trường nó nhạy cảm thì bắt buộc chúng ta phải xem nó diễn biến như thế nào. Còn tại những giai đoạn mà thị trường nó rất là bình thường thì chúng ta cũng chẳng cần phải xem. Có thể chúng ta đặt lệnh giao dịch từ hôm trước, có thể chúng ta bỏ cả đi cả mấy tháng chúng ta không xem cũng vẫn được. Đấy, đấy là cái câu hỏi đầu tiên là có nên xem bảng giá hay không thì tùy thuộc vào mọi người. Nhưng cá nhân mình cho rằng là phải biết cái điều này. Thì đấy là cái mà mọi người hay hỏi đầu tiên. Cái vấn đề lớn thứ hai mà mọi người hay nói đó rằng là gì, bây giờ có nên bỏ cái phiên ATC hay không, có nên bỏ phiên ATC hay không. Thì để mà trả lời được cái câu hỏi có nên hay không thì việc đầu tiên là mọi người phải hiểu rõ cái nguyên lý khớp lệnh của phiên ATC. Và thứ hai, nếu bỏ phiên ATC chúng ta thay thế bằng giải pháp nào. Và thứ ba, tại sao chúng ta phải bỏ phiên ATC đấy. Ba thứ đấy, để trả lời được câu hỏi đấy bạn phải hiểu rõ ba cái thứ đấy. Thì rõ ràng là gì, chúng ta hiểu rất rõ là gì, cái phiên ATC nó dạng là một cái phiên để chúng ta gì trung bình của 15 phút cuối phiên. Tại đó là cái giá khớp lệnh là lớn nhất, khối lượng giao dịch là khớp nhất, lớn nhất chứ không phải giá khớp lệnh. Tại cái giá khớp lệnh đấy, cái khối lượng giao dịch là lớn nhất thì nó cũng xem với cái việc mà gì, chúng ta để khoảng 10 trung bình 15 phút cuối phiên và tính giá trung bình có trọng số. Đấy, nó giá là giá tham chiếu ngày hôm sau. Dạng vậy. Thế là cái đầu tiên là để mọi người hiểu về bản chất phiên ATC nó là như thế. Đó, chúng ta có 15 phút để chúng ta suy nghĩ, chúng ta đặt lệnh. Đó, bản chất nó là như vậy. Thứ hai là trả lời câu hỏi tại sao mà chúng ta phải bỏ phiên ATC. Thì như cái phần đầu video mình chia sẻ không? Thì trong phiên ATC đấy nó có rất nhiều các cái thủ thuật
mà có thể rằng là gì, chúng ta có thể là gì, điều khiển cái giá đóng cửa cuối phiên, điều khiển giá đóng cửa cuối phiên rất nhiều trường hợp đúng không? Mình đã chia sẻ với mọi người bốn cái thủ thuật đấy để chúng ta điều khiển cái giá đóng cửa cuối phiên, và mọi người cho rằng là gì, nếu mà bỏ cái phiên ATC đấy thì gì, thị trường nó sẽ bớt bị thao túng, bớt bị thao túng đấy. Thì rất là nhiều ý kiến cho rằng như vậy, thì mình nghĩ rằng là ok, thì cũng là một cái chúng ta nên ghi nhận. Nhưng nếu mà bạn bỏ phiên ATC, bạn thay thế bằng cái gì, thay thế bằng cái gì, thay thế bằng cái gì vậy? Thì ví dụ như ở Mỹ chẳng hạn thì họ khớp lệnh liên tục cả ngày, khớp lệnh liên tục cả ngày, khớp lệnh liên tục cả ngày, và có một cái gọi là after hour, tức là gì? Sau giờ giao dịch, là giống như cái khớp lệnh cuối phiên của bên sàn HNX đấy, tại Mỹ là như vậy. Và nó tính giá trung bình, như ở Mỹ nó tính giá trung bình có trọng số như vậy cho cả một ngày. Nhưng ở Mỹ rằng nó lại không có biên độ, nên cái giá tham chiếu của nó dạng là gì, nó không có ý nghĩa gì vì nó không có biên độ mà. Họ không dạng là thế lên là gì, ở Mỹ nó khớp lệnh liên tục như vậy. Đấy, thì anh em hay so sánh với Tây, với Tàu, với Mỹ luôn. Đấy, ở Mỹ là như vậy. Thì tại sao Mỹ lại tính cái giá trung bình và trọng số là như vậy? Họ đơn giản rằng là gì, nó không có biên độ vào cái giá trung bình đấy, để cho mọi người nhìn thấy rằng là trung bình cái phiên vừa rồi nó khớp tại cái mức này thôi, còn ngày hôm sau nó mở cửa làm gì có biên độ. Còn Việt Nam mình nó khác, cái là chúng ta có biên độ lên chúng cái giá tham chiếu của ngày hôm sau, nó rất quan trọng, rất quan trọng, rất quan trọng. Đấy, cái thứ hai nữa là gì, rất nhiều anh em kiến nghị thay thế phiên ATC bằng gì, giá trung bình của 15 hoặc 30 phút cuối phiên. Thì cái này như mình đã nói rồi, bản chất phiên ATC nó cũng là như vậy. Thế nên rằng là gì, có thay thế phiên ATC hay không, nó vẫn thế. 15 phút ATC là gì, cái khối lượng khớp lệnh là lớn nhất tại mức giá đó, thì nó cũng tương ứng với cái giá trung bình của 15 phút cuối phiên, đó tức là giá tham chiếu ngày hôm sau. Thế nên rằng là gì, nếu có lấy giá trung bình 15 phút cuối phiên thì cũng tương ứng với phiên ATC đó, đường phiên ATC. Đó. Thì rõ ràng là gì, nếu mà chúng ta khớp lệnh liên tục và tính có trọng số thì giống như phiên Mỹ thì cũng không giải tỏa quyết được cái bài toán của phiên ATC, là giải quyết bài toán ATC. Còn nếu mà chúng ta lấy trung bình cũng không giải quyết được, hoặc không giải quyết được. Và câu chuyện xảy ra nếu mà chúng ta khớp lệnh liên tục đến cuối phiên, và bây giờ có một cái lệnh lớn là bán vào 14:44 và chúng ta không có phiên ATC, và chúng ta lấy rằng là cái giá đóng cửa là cái giá khớp lệnh cuối cùng của phiên và lấy làm tham chiếu ngày hôm sau, thì rất nhiều bên họ sẽ thao túng bằng cách gì, bán cuối phiên hoặc là mua cuối phiên và không cần phiên ATC. Và cái việc bán hoặc mua ở 10:44 hoặc 45 tại mức giá đó nó dễ hơn với việc thao túng phiên ATC, họ dễ hơn nhé, mình khẳng định là dễ hơn. Thế nên rằng là gì, ngồi suy tính lại phương án đầu tiên là gì, khớp lệnh liên tục thì nó dễ bị thao túng hơn. Phương án thứ hai, lấy giá tham chiếu, vẫn khớp lệnh liên tục nhưng lấy giá tham chiếu là giá trung bình của 15 phút cuối phiên, thì nó cũng tương tự như chúng ta khớp lệnh phiên ATC. Và cái phiên ATC thì nó lại còn gì, ưu việt hơn một tí, ưu việt hơn một tí. Việt Nam một tí, ưu việt hơn như là ví dụ bạn bán cuối phiên, bán khối lượng nhỏ vào 14:44, sau đó là gì, lấy giá tham chiếu là giá trung bình, thì cái cây nến đóng của ngày hôm trước nó là giá thấp nhất, nhưng ở phiên ATC thì nó là cái giá trung bình, giá trung bình, và làm cho mọi người đỡ hoảng loạn hơn, tức là gì, nó vẫn ưu việt hơn. Đó. Và hiện nay ví dụ chúng ta tham chiếu với Đức, châu Âu hoặc là châu Âu hoặc Mỹ thì rõ ràng là gì, ok thì họ đang dùng như vậy. Nhưng đơn giản rằng là gì, bởi vì bên họ là gì, bởi vì bên họ là nó không có cái biên độ nên họ dùng như vậy. Mình có biên độ thì mình bắt buộc mình phải có cái phiên ATC đó, và cái phiên ATC đó nó là cái phù hợp nhất với cái bối cảnh thị trường hiện tại nhé, bối cảnh thị trường Việt Nam và bối cảnh thị trường hiện tại, bối cảnh Việt Nam và bối cảnh thị trường hiện tại. Đó. Thì cá nhân mình cho rằng là gì, cái việc chúng ta có bỏ hay không bỏ nó không quan trọng bằng cái việc chúng ta hiểu rõ
bản chất phiên ATC và các cái thủ thuật trong phiên đó, và từ đấy chúng ta ứng dụng trong đầu tư chứng khoán. Vì rất rất nhiều người không hiểu được các cái thủ thuật trong phiên ATC nên anh em kiến nghị bỏ. Nhưng mà gì, khi mọi người kiến nghị bỏ thì mọi người không có cái giải pháp thay thế tốt hơn, không có giải pháp thay thế tốt hơn. Bạn có khớp lệnh liên tục thì nó dễ thao túng hơn. Bạn có khớp lệnh liên tục và tính giá tham chiếu ngày hôm sau là giá trung bình của 15 phút thì nó cũng giống như phiên ATC. Đó. Còn nếu bạn khớp lệnh liên tục và lấy giá trung bình của cả phiên cho giá tham chiếu ngày hôm sau thì nó giống như sàn upcom bây giờ. Nó lại dạng là đi lùi. Đúng không? Thì đó, thì rõ ràng là ok, ATC là có những cái khiếm khuyết như vậy, nhưng hiện tại chúng ta chưa có biện pháp nó tốt hơn với bối cảnh thị trường hiện tại. Đó, chưa có giải pháp tốt hơn. Đó, rất nhiều kiến nghị mình đã đọc, mình nghe, nhưng mọi người kiến nghị nhưng mọi người không phân tích, không phân tích rằng là gì, à, bản chất nó như thế nào. Và đơn giản rằng mọi người kiến nghị vì là gì, thấy phiên ATC nó bị đảo. Thay vì cái việc mà mọi người kiến nghị nhiều như vậy thì mình nghĩ rằng chúng ta nên hiểu các cái thủ thuật như vậy để chúng ta ứng dụng trong việc đầu tư, nó sẽ hơn rất rất nhiều so với việc là gì, chúng ta cứ đi kiến nghị và không có giải pháp. Kiến nghị bỏ nhưng không có giải pháp tốt hơn, kiến nghị bỏ nhưng không có giải pháp tốt hơn. Đó, đấy là hôm nay mình phân tích mọi người hai cái câu hỏi này. Một là gì? Có sử dụng bản phỏng hay không. Hai là gì? Hai là kiến nghị bỏ ATC. Rõ ràng là bỏ cũng được và không bỏ cũng được, nhưng vấn đề của mọi người nó không phải là bỏ để bớt thao túng. Bỏ thì nó còn khả năng thao túng cao hơn, dễ thao túng hơn. Bỏ dễ thao túng hơn luôn, bỏ dễ thao túng hơn nhiều. Thì nó không khắc phục được cái vấn đề và chúng ta không có được một cái giải pháp tốt hơn phiên ATC như hiện tại. Và phiên ATO thì mình nghĩ rằng có được không có được chả sao cả, nó không tác động nhiều, không tác động nhiều. Có được không có cũng được. Và mình nghĩ rằng với cái cơ chế khớp lệnh của sàn HNX hiện tại thì nó ưu việt hơn sàn HOSE. Cơ chế khớp lệnh của sàn HNX ưu việt hơn, ưu việt việt hơn hàng sàn HOSE nhé. Thì đó là như vậy. Và mình nghĩ rằng là gì, sàn HNX nó đang đi trước, và nếu mọi người có thay đổi thì có thể theo cái sàn HNX, HOSE có thể chuyển cơ chế sang HNX. Và mình nghĩ rằng là nó sẽ tốt hơn so với để cơ chế như HOSE như hiện tại. Nếu có, chúng ta có thêm 15 phút cuối không? 15 phút cuối để khớp lệnh bằng cái lệnh là giá đóng cửa, thêm 15 phút cuối được. À, thì đó là về câu chuyện về lệnh ATO, lệnh ATC khi chúng ta sử dụng. Bản, chúng ta hiểu bản chất và cách thức sử dụng như nào, đồng thời chúng ta hiểu các cái thủ thuật để từ đó mọi người hiểu rõ, các cái chiêu trò trong cái lệnh ATC đó để chúng ta gì, để chúng ta biết được, chúng ta tránh hoặc là chúng ta kiếm lợi nhuận từ cái việc đó. Ví dụ như cá nhân mình thì mình rất ít khi mình bán ATC, hoặc là rất ít khi mình bán dạng là vào lệnh ATC. Thông thường mình sẽ bán ở một mức giá cố định chứ không bán bằng ngoại giá, không bán bằng ngoại giá. Còn rất là nhiều anh em thường là gì, khi mà công ty chứng khoán có margin for sale thì họ mới bán bằng ngoại giá như vậy, hoặc là gì liên quan một vài các yêu cầu bắt buộc phải bán thì mới bán bằng ngoại giá, mới giao dịch phiên ATC như vậy thôi. Đó, thì trên đây mình đã vừa chia sẻ với mọi người bốn cái thủ thuật trong phiên ATC, và mình nghĩ rằng không phải ai cũng biết, không phải ai cũng chia sẻ với mọi người, và cái này mọi người nên hiểu thật sâu sắc nó sẽ giúp ích mọi người rất rất nhiều trong đầu tư chứng khoán. Hai nữa là hai cái câu hỏi lớn trong việc đọc bảng giá và gì, có hay không nên bỏ ATC. Bỏ cũng được, không bỏ cũng được, nhưng chúng ta hiểu được bản chất, từ đó chúng ta gì, có những cái hành xử nó hợp lý thì sẽ hay hơn rất nhiều. Và với thời điểm hiện tại mình nghĩ rằng ATC nó vẫn là cái gì, chúng ta chưa có giải pháp thay thế tốt hơn, chưa có giải pháp thay thế tốt hơn. Trừ khi thị trường Việt Nam mình đủ lớn và gì, nó là câu chuyện của các cái quỹ đầu tư, ví dụ ở Mỹ là 80% giao dịch là đến từ các cái quỹ đầu tư và họ hành xử rất chuyên nghiệp. Ở Việt Nam mình là 85% giao dịch đến từ nhà đầu tư cá nhân, và chúng ta nếu mà cứ khớp lệnh liên tục như vậy thì sẽ rất rất nhiều
rất nhiều những câu chuyện tiêu cực lớn hơn là chúng ta bỏ phiên ATC, cứ khớp lệnh liên tục. Đó thì đơn giản là như vậy. Thao túng hay không, tất cả mọi thứ nó không phải là do ATC mà nó do con người, do con người, do cơ chế, nó do gì, cấu trúc của thị trường. Đó. Rồi, nếu mọi người thấy hay thì có thể là gì? Like và chia sẻ giúp mình cái video này để mình có động lực mình làm các video tiếp theo. Tất cả những cái nội dung mình chia sẻ nó dựa trên quan điểm cá nhân của mình và nó là thực tế và không phải ai cũng chia sẻ với mọi người đâu. Vì thế nên anh em hãy nhớ đăng ký cái kênh, và mình cam kết rằng nếu anh em follow cái kênh mình trên 6 tháng mọi người sẽ thay đổi rất nhiều về mặt tư duy đầu tư.